Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ Việt Nam Auto Expo 2017. Tại Việt Nam Auto Expo 2017, các loại ô tô thương mại công nghiệp phụ trợ như là nguyên vật liệu, thiết bị cho chế tạo, sản xuất và lắp ráp ô tô, mô tô, xe máy, cũng như là sửa chữa, bảo dưỡng, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được trưng bày và giới thiệu. Ngoài sự hiện diện của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước, tại triển lãm còn có các khu trưng bày riêng của các doanh nghiệp đến từ Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc và Nhật Bản. Việt Nam Auto Expo 2017 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong lĩnh vực phương tiện giao thông vận tải và công nghiệp phụ trợ. Qua 13 lần tổ chức, Việt Nam Auto Expo được kỳ vọng trở thành nơi gặp gỡ thường niên của các nhà sản xuất, cung cấp linh phụ kiện cho phân khúc xe thương mại tại Việt Nam.